Nhường, Nhường mà xong tới con la lên đó. Mày la đi, mẹ mày không có nhà đâu. Tao cho tiền bả đi đánh bài rồi. Mời người ta, cứu tôi. Nhường, nằm xuống. Cảm ơn em. Anh dạ, vô đây chị biểu coi, nhà có gì không chị? Em có biết là khách người ta mắng vốn không? Người ta nói em bưng nước ra em thở cái bịch một cái, rồi các em chạy vô liền. Em sợ người ta ăn thịt ăn cá em hả? Dạ. Em làm vậy mất cách chị làm sao? Em xin lỗi. Con gái người ta nhờ cái nụ cười tươi, biết không? Mình làm tiếp viên phải vui vẻ hoạt bát lên, như vậy mới có khách. Em bỏ cái bộ mặt đứa đám đó đi. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng. Em xin lỗi chị. Ừ, đừng có để cho chị nghe mắng vốn nữa đó nha. Chị mà nghe được là chị trừ lương đó. Dạ. Đi vô đi. Dạ. Anh, thôi đừng có buồn nữa. Bạn nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Nè, có khách vô rồi kìa. Nó nghe nè. Cái ông này á, hầu như ngày nào cũng qua quán mình hết. Cái mặt mình lắm lì lì. Người gì đâu mà nhìn thấy ớt. Thôi đi ra hỏi ông uống gì đi. Bà ra hỏi ông giùm tôi đi. Tôi nữa hả? Quại vậy. Thôi mà đi mà, tôi năn nỉ bà luôn á. Bà tiếp ổng giùm tôi đi. Thôi được rồi. Vô. Dạ. Chú uống gì vậy? Cà phê đen. Dạ. Chú chờ một chút. Kêu cái cô Ánh á. Bưng cà phê ra nghe. Dạ. Cái gì cũng bước đầu. Chị cần dùng gì ạ? Nước cam. Dạ. Anh, ổng kêu đích danh bà bưng kìa. Thôi, tôi không bưng cho ổng đâu. Bà bưng giùm tôi đi. Nhưng mà ổng yêu cầu bà, sao tôi bưng được? Thôi mà, bà làm ơn giúp giùm tôi đi. Hồi trưa nay tôi bao bà ăn chè, nha. Thôi được rồi, vậy để tôi bưng. Nhưng mà nếu ổng không chịu, là tôi bó tay nha. Ừ. Ê, làm ăn cái gì vậy? Quán này muốn bán hay không? Đã kêu cái con Ánh bưng ra đây. Dạ. Còn không mau đi vô. Kêu con Ánh mang đi khác ra đây. Dạ, dạ dạ dạ. Dạ xin lỗi. Vụ gì? Khách cần cái gì? Dạ. Hả? Chú kêu Ánh bưng mà Ánh không bưng. Còn bưng chú không có chịu. Dạ em xin lỗi anh. Dạ anh ngồi đi anh. Ánh bỏ đó. Dạ. Mau qua đây. Tại sao khách yêu cầu bưng mà không chịu bưng? Bây giờ em muốn ông quậy tưng cái quán này lên em mới chịu phải không? Em xin lỗi. Để em dọn đi. Để đó đi. Đi vô bưng đi khác ra đây. Trời đất ơi là trời. Lỗi anh nhiều nha, không sao đâu, để em kêu tụi nhỏ làm đi khác cho anh nha. Dạ thôi, ông anh đừng có giận ha. Nhanh lên, bỏ xuống đó, mau, lẹ đi. Trời ơi, thật lên hết, mày làm bắt cái gì vậy? Trời ơi, ông anh có sao không? Dạ dạ dạ, đi vô lấy khăn ra lau liền, mau. Dạ dạ dạ, ông anh nói nghe nè, ông anh thương em, ông anh ra bàn khác ngồi giúp em nha. Em làm đi khác miễn phí cho anh khỏi nha. Cần. Sao vậy anh? Dạ đi. Anh ơi, trời đất ơi, cái con này, anh ơi, trời đất ơi, cái con này, mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Mày làm vậy là mất khách của tao rồi, mày thấy chưa? Tao sẽ trừ lương mày nha, cho mày biết tay tao. Mày la đi, mẹ mày không có nhà đâu. Tao cho tiền bả đi đánh bài rồi. Ôi người ta, cứu tôi. Nằm xuống. Mày chạy đi. Rồi mày cũng giác mặt vậy ra thôi. Mày không thoát khỏi tại tao đâu.